đón chào tất cả mọi người đang đến với chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao, được phát sóng vào lúc 17:50 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Ngày hôm nay chúng tôi với chương trình này được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi, đang sẵn sàng với rất nhiều món ăn ngon chờ đợi xem những món ăn này gói ghém tình cảm của những fan hâm mộ dành tặng cho những nghệ sĩ thần tượng của họ ra sao. Và mỗi chặng đường của Khẩu Vị Ngôi Sao đều đón nhận rất nhiều điều thú vị và bất ngờ với những khẩu vị của từng ngôi sao. Và bây giờ xin mời quý vị hãy chào đón một trong những vũ công xinh đẹp nhất trong showbiz Việt của chúng tôi, đó chính là Phạm Lịch. Xin mời. Chào bạn, bắt tay cái lý hơn nào. Wow, vẫn rất là rạng rỡ. Cứ mỗi lần cô ấy lên sân khấu là sáng bừng cả sân khấu. Nên những ca sĩ như là Hoàng Rapper không dám mời Lịch tham gia. Tại vì nếu mà biểu diễn cái khán giả lo nhìn vũ công, không lo nhìn ca sĩ, buồn lắm, tủi thân lắm. Lịch ơi, với cái lịch làm việc của mình rất là dày kín nè, rồi có khi cái giờ giấc sinh hoạt của mình nó không có được điều đặn, điều độ giống như người khác á. Làm sao em giữ được cái thể trạng, thể chất này cũng như là sức khỏe thật là tốt? Em cũng hơi yếu về sức khỏe, tại vì công việc của bọn em nó giống như là, em hay nói là nhảy múa giống như là công việc lao động chân tay, nhưng mà nó đẹp hơn so với những công việc bình thường thôi. Cũng khá là vất vả, nên em nghĩ là để giữ được phần sức khỏe và hình thể cũng rất là khó khăn. Ví dụ là ăn uống phải kiêng khem, phải tập luyện nhiều, mà công việc thì lại phải bỏ sức ra nhiều, mà lại đi sớm về khuya đó, như thế cũng anh hơi khó. Anh thấy những cái đêm diễn của em là thậm chí như là chạy một đêm là 4-5 show nè, liên tục như vậy, mà cái tinh thần thần thái làm sao em cân bằng được tất cả mọi thứ trong cuộc sống? Đối với em thì em rất là đam mê công việc của mình. Mà em hay nói là ví dụ như là đi một chương trình nào đó mà cho em ngồi một chỗ thì nó là một tội ác. Có nghĩa là em thích được hoạt động nhiều, có thể là do bản thân mình có quá nhiều năng lượng. Nên khi mình được làm việc giống như mình được giải phóng ra thì quá vậy, đến đây hãy sẵn sàng giải phóng những năng lượng tích cực nhất để em có thể hòa mình cùng với những fan hâm mộ, và bên cạnh đó là chế biến món ăn. Nhưng mà bây giờ chúng ta hãy cùng nhau khám phá khẩu vị của chính Phạm Lịch. Không biết là cô nàng này thích những khẩu vị như thế nào đây. Xin mời quý vị cùng với Phạm Lịch sẽ di chuyển đến tủ lạnh đằng này. Xin mời. Và bây giờ tại khu vực tủ lạnh này rất là thần bí, bên trong đang chứa rất nhiều bí mật. Lát nữa chúng ta sẽ bật mí để khám phá khẩu vị ngôi sao của chính Phạm Lịch. Và bây giờ hãy sẵn sàng để chào hai bạn fan nam đăng ký từ rất lâu rồi. Đó chính là hai bạn Đăng Nguyên và Bá Thanh. Xin mời. Đây, hai chàng trai rất là điển trai. Lịch nè, cười hoài, trời ngại ngùng chi, bắt tay nhẹ cái nè. Cảm ơn hai bạn đã đăng ký với Khẩu Vị Ngôi Sao để có cơ hội gặp gỡ Phạm Lịch. Nào, bạn giới thiệu đôi nét về mình đi nè. Chào anh Hoàng Rapper, chào Phạm Lịch. Mình tên là Đăng Nguyên. Công việc hiện tại của mình là ca sĩ tự do, hát dọc nhạc bolero. Nè, Lịch múa bolero hơi bị dẻo luôn đó. Không có gì nào để biết đạo cho anh. Còn với bạn Bá Thanh à? Mình tên là Bá Thanh. Hiện tại mình là một diễn viên tự do. Nói chung cũng rất thích Lịch qua những cái điệu nhảy, điệu múa, huyển chuyển. Đương nhiên rồi, chúng ta đã gặp gỡ Phạm Lịch qua những chương trình mà cô ấy tham gia với những động tác vũ đạo là quá đẹp. Nhưng chưa bao giờ thấy Phạm Lịch cầm tô cơm ăn ha. Mình không biết là khẩu vị của cổ làm sao, có ăn nhiều ăn ít, hay là cổ ghét cái gì, dị ứng cái món nào, chưa biết được. Và bây giờ hãy cùng nhau khám phá khẩu vị của cô ấy. Và xin mời cả nhà mở tủ lạnh ra. Pham 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 pham. Nguy hiểm chưa? Bên trong này có rất nhiều thức ăn. Động vật có, thực vật có, côn trùng cũng có nữa. Rồi bên cạnh đó, trong đây có những món mặn nào mà em thích hay không? Có không? Có không? Có. Có món thích. Có món nào em ghét không? Có luôn. Có luôn. Có món nào em sợ không? Có luôn. Em có sợ bị đói không? Có. Khi đói em có quạo không? Em quạo lắm. Ai hỏi nhiều em có tức không? Có. Rồi đóng tủ lạnh đi. Mọi người vẫn chưa biết cái khẩu vị, cái hương vị yêu thích của em là hương vị nào giữa đắng cay chua ngọt bùi béo. Em thích chua ngọt. Còn những vị khác như là béo rồi bùi rồi mặn mặn cay cay đắng đắng. Thực ra là cái món béo, em giống như là cơ thể của em ăn món nào mà béo quá là không hấp thụ được, và ngày hôm đó là bụng em sẽ rất là khó chịu. Rồi đàn nghệ thuật mình phải biết để ý cái chế độ dinh dưỡng, bớt những cái món béo. Mình chú ý về điểm này nha. Và bây giờ xin mời các bạn tiến đến thế giới riêng của chính mình. Đến nào. Và bây giờ hãy sẵn sàng với cuộc chiến ẩm thực ngày hôm nay với hai gian bếp của nhà Hoàng Rapper. Khách mời đặc biệt đó chính là Phạm Lịch. Cô ấy sẽ chứng kiến quá trình các bạn vượt thử thách, đặc biệt là chế biến món ăn. Và với hai khu gian bếp này, thử thách đầu tiên mang tên gọi là giành giật lấy nguyên liệu chính. Giành giật lấy nguyên liệu chính. Chúng ta sẽ có hai nguyên liệu chính. Chưa biết sở trường của các bạn hợp với nguyên liệu nào, nên mình cố gắng giành lấy quyền ưu tiên ở phần thi đấu này. Với 60 giây này, các bạn hãy cố gắng làm sao chạy đến khu vực tạp hóa đằng sau Phạm Lực đó. Có rất nhiều món ăn mà hồi nãy chúng ta đã tham khảo ở khu vực tủ lạnh rồi. Mình đoán xem, cô ấy thích ăn chua ngọt.
đúng không? Cô ấy sợ những món gì thì mình đừng lấy những món đó. Mỗi lượt đi chỉ được lấy một món thôi. Trong vòng 60 giây đi càng nhanh, lấy càng nhiều là càng tốt. Chuẩn bị nhá. Nào lên đây, đếm phụ anh chứ anh quên cách đếm rồi. Đếm ngược đi. Đếm từ 30 đi cho nó ít. Trời ơi, 3 2 1 30. Hả? 3 2 1 rồi 30. Hết giờ. Rồi, cảm ơn các bạn. Phạm Lịch ơi, dạ. Em muốn kiểm tra khu vực bếp của bạn nào trước? Đăng Nguyên hay là Bá Thanh? Em thuận tay phải. À, bả anh thuận tay phải nên kiểm tra bên trái. Bả anh thuận tay phải nên kiểm tra bên trái. Trời, tôi mà không biết vũ đạo là tôi bị hớ rồi, thấy chưa? Màu sắc nhiều món quá. 60 giây. Bà lấy về khá là nhiều món. Chà, hỗn hợp quá, bây giờ mình tính sao đây ta? Mình tính lẻ từng món đi hả? Dạ. Cho nó nhiều ha. Có chua có ngọt. Ừ, chứ rồi anh chỉ tính hai cái món, hai chữ trái cây thôi làm thua luôn á. Trái cây một cái là ê hề luôn á. Dạ. Yeah. Thương lắm nha, tính riêng nha. Dạ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 món này hỗn hợp giữa món mặn rồi trái cây, rau củ quả các kiểu. Thì Phạm Lịch, trên 10 món này em thích mấy món? Em thích cái này. Này 1. Dạ. Yeah. 1 này, cái này là 2. 2 3 4 6. 6. Dạ. 6 món. À, như vậy là nếu mà tính chi tiết từng loại trái cây và rau củ quả thì cô ấy thích 6 món. Chúc mừng bạn 6. Dạ. Cũng là nhiều đấy. Với 6 món này thì không biết là bạn trai bên kia có vượt qua được hay không nha. Nào chúng ta tiến đến khu vực của bạn Bá Thanh. Trời, không tin luôn. Bạn ấy cũng lấy một hỗn hợp chứ thưa quý vị. Mình tính riêng cho công bằng bên kia Thanh ha. Dạ đúng rồi. 1 2 3 4 5 6 7. 7 món. Thì Phạm Lịch, bạn thích mấy món? Nước mắm đây là bắt buộc là phải có sẵn rồi, bỏ qua bên. Rồi xong luôn. Xong phim luôn. Chung là mấy món còn lại thì em thích đều. Ồ, vậy là em dễ tính, dễ dãi. Quá dễ luôn, những món này bạn ấy đều. Ủa, ai ai khoan khoan. À, cái này là nghĩ sao còn năm thôi. Hai chiến tuyến mà đánh lừa vị giác, thị giác của tôi. Hả hả, ăn gian hả? Trời ơi, đầu bóc dài, đầu bóc ngắn, để xa xa ra, để xa xa ra, tôi không thấy ạ. Lừa hả, bốn mắt hơn hai mắt chứ. Ừ, mắt tôi mắt thiệt đó. Đếm lại nè. 1 2 3 4 5 món, chỉ có 5 món thôi. Dạ. Như vậy bên kia là 6 món lận. Chúc mừng Đăng Nguyên, bạn có ưu thế chọn món. Nguyên liệu chính. Trên tay phải đó chính là nguyên liệu chính ngày hôm nay cùng với khẩu vị ngôi sao. Và bạn Đăng Nguyên là người đã giành lấy quyền ưu tiên. Một bên là cá ba sa, một bên là hỗn hợp giữa gà và mướp. Thì bạn chọn bên nào? Em chọn gà với mướp đi. Chắc chưa? Chắc. Đúng sở trường mình không? Đúng. Nghe. Chứ cá thì nó về cũng dễ chế biến hơn đó nghe. Ờ, thôi mà em chọn kia đi. Chọn gà ha, mình quen ăn gà đúng không? Dạ, em thích ăn gà. Xin mời Phạm Lịch, người đẹp sẽ tặng cái phần này cho bạn Đăng Nguyên. Đây. Cảm ơn Lịch. À, không biết gà với mướp chắc nấu canh mướp gà. Và đây còn cả pasta này bắt buộc bạn Bá Thành phải lựa chọn rồi. Dạ. Cũng may nha, là cái nguyên liệu này cũng là một trong những món ăn dễ chế biến. Dạ. Và quan trọng là nó sẽ kết hợp với món nguyên liệu phụ nào. Từ nguyên liệu phụ đó ra mình mới có công thức để mình chế biến được. Và bây giờ xin mời Phạm Lịch cùng với người chơi sẽ tiến vào phòng tiếp theo được mang tên Tiếp Sức Thực Phẩm. Và bây giờ xin mời quý vị hãy sẵn sàng với vòng tiếp theo, Tiếp Sức Thực Phẩm. Phạm Lịch sẽ là người phải đoán ra cho bằng hết tất cả những gợi ý của người chơi là những fan hâm mộ. Và đúng với luật chơi thì người đang tạm chiếm ưu thế đó chính là bạn Đăng Nguyên sẽ thi trước. Và bạn Bá Thành nhìn rút tỉa kinh nghiệm nha. Dạ. Để gắng vượt lên. Và tại phần thi này chúng tôi sẽ đưa ra hàng loạt những câu hỏi bằng hình ảnh. Bạn người chơi sẽ phải đứng đó gợi ý và không được phạm quy, không được chạm vào bất cứ từ khóa nào trong đáp án đó. Và Phạm Lịch rất đơn giản, bạn không nhìn thấy đáp án và phải nói ra cho bằng được. Và sau đó kết thúc 60 giây đầu tiên sẽ là 30 giây tiếp theo để bạn đi chợ. Bạn sẽ lấy toàn bộ những món ăn hợp lệ về cho người chơi. Sẵn sàng nha. Chúc bạn may mắn lần sau. Tại vì sao? Tại vì nếu không đoán được hết tất cả những nguyên liệu phụ này, bạn sẽ bị phạt nha Lịch. Nào, sẵn sàng. 3, 2, 1, bắt đầu. Có hai chữ. Ừ. Cái trái này ăn cay. Ớt à? Đúng. Rồi thêm cái chữ kia là cái cây này dài dài mà uống với trà đào á. Cây gì dài dài? Cây dài dài uống trà đào hả? Cây ống hút quá hả? Cây ống hút quá hả? Đúng rồi. Trà đào cam gì? Trà đào cam gì? Cam xả. Ừ, cái chữ đó thôi. Ớt xả hả? Ừ, đọc lại.
sở. Đúng rồi, lẹ lên, mất thời gian. Cái này là cái có hai chữ. mọc dại á. Mọc dại. Cỏ. Không phải. Thôi bỏ qua đi. Cho qua. Giống hủ tiếu. Gọi là gì? Bún hả? Đúng rồi, đúng chữ đầu. Của nước gì? Gì? Nước gì? Đúng chữ đầu rồi, đúng chữ bún rồi đó. Bún măng hả? Không. Bún miếng, lộn. Nó có một cục vậy nè, nó màu trắng á. Nó bên nước và kế mình á. Nước Lào, Campuchia, Thái Lan. Nước biển. Châu Á, trời ơi. Cái này là một cái khối mà băm ra. Thịt băm á hả? Đúng rồi. Còn hay giờ thông minh quá. Tiếp. Sao có thời gian rồi? 5. Cái gì đó? Cái gì đó? 2. Xay nát ra. 60 giây. Rồi 30 giây. 30 giây. Nhanh lên Lịch ơi. Đi chợ nào? Sao khó vậy? Chà, không biết là Phạm Lịch bình thường đi chợ hay đi siêu thị như thế nào đây. Có nhanh tay lẹ mắt hay không? Bạn chỉ có 30 giây thôi. Mà nhớ lại toàn bộ những món ăn mà mình đã đoán được. Nào. Đây. Kính thưa quý vị, vừa rồi chính là 90 giây mà phần gợi ý mang tính chất trừu tượng rất cao, giúp cho Phạm Lịch đoán được có hai món thôi. Và bây giờ chúng ta kiểm tra lại đáp án. Xin mời. Xả cộng ớt là tính là một combo một món ha. Chính xác. Đó, cái gì mà mọc dài với đường như cỏ dại vậy trời. Ủa diễn đã sao luôn. Tiếp theo, đó nước ngoài. Hồi nãy em bảo là bún, em không nhớ chữ tàu. Em nói bún măng em. Nước là nước măng trời. Ổn quá. Rồi tiếp tục nào. Đây, thịt bằm. Chính xác. Rất thông minh. Tiếp theo nào. Bột cà ri. Một trong những hương vị. Cái câu hỏi này khó cực anh. Cái gì mà bún với cái gì mà nấu với cái gì á? Cái gì mà nấu với cái gì mà nó xay ra cái đó đó. Đó là những món mà bạn đang bị thiếu. Đầu tiên là Nấm rơm nè. Bún tàu và bột cà ri. Bạn đang thiếu ba món lận. Đứng trên này nó bị rối lắm anh ơi. Và kính thưa quý vị, trách nhiệm dân sự và hình sự đã thuộc về Phạm Lịch. Chờ đợi xem hình phạt đó là gì. Bây giờ xin mời Bá Thanh vào vị trí. Bung xỏa đi em. Năng lượng em đâu hết rồi. Bung xỏa nào. Và bây giờ Bá Thanh, 3, 2, 1, bắt đầu. Dễ. Đây là một quả có hai chữ. Đúng rồi. Nó màu đỏ. Nó hay đắp mặt nè, uống nên sinh tố. Cà chua. Giỏi. Cái quả này gì hồi nãy mà cầm ăn không được á? Quả dứa hoặc là thơm. Ôi hay quá. Rồi quánh gì? Đánh gì? Đánh quánh gì? Trời, đánh quánh cầu lông. Đánh gì? Chữ sau đánh, chữ sau là gì? Đánh đòn hả? Ăn cái gì ạ? Bún bò Huế, ăn có gì, có gì thêm gì nữa? Cho quá này đi, qua được rồi. Trời ơi, ổn quá. Dễ nè. Cái này dễ nè. Cho qua như này. Dễ mà. Cái hai chữ màu xanh dài. Cái chữ đầu tiên á. Ăn vô hay sao? Nó có chắc nhờn. Đậu bắp. Yeah. Hay quá. Cái này gọi là khi mà người ta hát xong thì giám khảo quánh gì? Quánh giá hả? Một chữ cuối, chữ cuối. Oanh. Chị bỏ chữ ba, ra đó hả? Chị... Hết giờ. Hết 60 giây rồi, đi chợ. Trời ơi, thiệt á, tôi lo coi mà tôi quên đến giờ luôn á. Ghê thiệt. Quánh mà quánh luôn, quánh quá, quánh rồi. Cà chua. Không được nhắc. Ăn gian nãy giờ rồi đó. Rồi, trở về với người chơi nào. Có, hay quá. Đó, hay luôn. Kiểm tra nghe. Chà, nhiều hơn bạn Nguyên đó. Rút từ kinh nghiệm mà. Và bây giờ sẽ là hình ảnh đầu tiên. Cà chua. Hợp lệ có cà chua. Tiếp theo. Thơm. Phạm Lịch rất thông minh. Bạn ấy nói là dứa hoặc là thơm. Dính được chữ thơm rồi. Tiếp theo. Trời ơi, cái này mới là trong gai nhất là cái phần giá. Bạn ấy ăn bún bò Huế mà bỏ giá vô. Trời ơi, bình thường là ăn hủ tiếu rồi đúng rồi đó. Phở đâu. Ở phần đầu thì bạn ấy nó đoán chưa được giá. Ở phần sau, ca sĩ hát, bạn em Khả ngồi dưới đánh ba chấm, đánh quánh, giá quánh. Nhưng mà phần đó thì 60 giây đã hết rồi. Vẫn chưa đoán được giá nên giá chưa hợp lệ. Wow. Hình ảnh tiếp theo. Trời ơi, cái này dễ quá, nấu với canh chua đó. Bạc Hà hay là ngoài Bắc gọi là đọt mùng đúng không ạ? Đúng rồi. Hình ảnh tiếp theo. Đậu bắp ha, là dễ ha. Ăn vô nhất. Như vậy là trong 5 món bạn đang bị thiếu mất 2 nguyên liệu là Bạc Hà và giá. Trách nhiệm hình sự và dân sự vẫn thuộc về Phạm Lịch. Sẵn sàng với hình phạt chưa nào? Nếu như bạn vượt qua hình phạt này thì chúng tôi sẽ đem trao trả lại những nguyên liệu phụ bị thiếu dành cho hai người chơi. Sẵn sàng nha. Và bây giờ xin mời quý vị chờ đón xem hình phạt dành cho Phạm Lịch đáng yêu dễ thương của chúng ta là gì với vòng tiếp theo. Chinh phục khẩu vị ngôi sao.
Và bây giờ xin mời quý vị quay trở lại với chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao cùng với công chúa bong bóng Phạm Lịch. Lịch ơi, em đã giúp cho hai người chơi thiếu đi cả những món nguyên liệu phụ quan thiết và quan trọng. Và bây giờ trước khi để tiếp xúc với những trái bóng này, em hãy thể hiện được cái khả năng vũ đạo của mình bằng chân mày. À, bằng chân mày. Đó, nhạc nổi lên em nhảy bằng chân mày nè. Chuẩn bị nè. Khởi động thôi. 3, 2, 1, bắt đầu. Không được cười. Nè, vũ công phải tập trung vào cái phần biểu diễn của mình đó. Ca sĩ hát nè. Đó, nhảy theo nhịp. Cái mặt thôi. Cái mặt thôi. Em nhúng gì sao lấy được cái chân mày của em. Em chỉ biết. Nhật đi, ừ. Chuẩn bị vô nhịp chức nè. 2, 3. Chuẩn bị vô gì vậy? Cái chân mày mà. Rồi, ok, ok, ok. Thực ra cái này là giới hạn lắm. Khó anh ạ. Chỉ biết nhướng lên nhướng xuống thôi. Làm em không có bung tỏa được năng lượng của em phải không? Rồi bây giờ hãy chuẩn bị sẵn sàng để đốt cháy calo nè. Nhiệm vụ của em rất đơn giản. Trên người em có bao nhiêu bóng, em hãy làm bể bấy nhiêu, càng nhanh càng tốt. Đặc biệt không được sử dụng tay để bóp bóng. Chuẩn bị nha. Sẵn sàng nha. 2, 3 nhảy nè. Vô. Nhạc. Hey, 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 hey. Đẹp quá. Phải... Qua giữ khởi động thôi, khởi động. Đúng thôi. Rồi. Bóng chưa bể. Đó rồi, trời ơi, cái gì? Nhảy, nhảy. Hờ, nổ phải đúng nhịp nha. Trời, suy nghĩ. Suy nghĩ động tác nè. Suy nghĩ động tác nè. Bàn sẽ đổ hết bây giờ. Trời ơi, quá. Cái bàn này không vững đâu, cái bàn kia nó vững hơn kìa. Này đâu có nhảy. Nhảy đi em, nhảy đi em. Ây da, nhảy đi em. À, cái góc nhọn kìa, góc nhọn kìa, góc nhọn kìa. Cái này không dùng tay đâu nha. À, ra mình lịch. Trời ơi, nó trơn quá. Anh đỡ cho em nè, anh đỡ cho em rồi đó. Trời ơi, trời. Lăng. Đúng rồi, ơ, ừ, hay quá lịch ơi. Ráng lên lịch. Còn hai trái nữa thôi. Cố lên lịch. Cố lên. Đẹp vời. Ráng. Không mệt, không mệt. À. Trời ơi, trời ơi, bóng xịn quá. Ừ, thương quá. Như vậy, chúc mừng em đã vượt qua được thử thách lần này mặc dù nhảy chưa đúng nhịp lắm. Dạ. Yeah. Anh nghĩ là nguyên một vũ đoàn luôn ha. Ai cũng đeo bóng làm bể lia lịa vậy đó. Chắc vui lắm, ca sĩ hát cũng mất tập trung lắm nè. Dạ. Như vậy là Phạm Lịch đã vượt qua thử thách vừa rồi. Và bạn có quyền đem 5 món nguyên liệu phụ còn thiếu cho cả hai người chơi. Xin mời. Và bây giờ chúng ta hãy để lại một không gian thật là thoải mái để cho hai người chơi sáng tạo hoặc là bắt theo đúng với công thức mà chúng ta sẽ lựa chọn. Chúc cho các bạn nấu ăn thành công. Lịch ơi, ra ngoài mình giải lao tí. Mỗi bên đều là những phần song kiếm hợp bích. Ây chà, cô nương à, hãy sẵn sàng để thưởng thức đi hả? Cảm ơn hai bạn, xin mời hai tiểu nhị hãy quay trở về với vị trí của mình. Không biết là bạn đang nguyên, bạn sẽ đặt tên món ăn mình là gì? Gà xào xả ớt với lại canh mướp, nấm rơm, thịt bằm. Đơn giản, mộc mạc, chân phương, có nhiều nguyên liệu đem ra hết. Thiếu nữa anh bún tàu nữa. Còn món bên đây, xin mời bá Thanh. Cái món là của em đó là canh chua với cá kho tộ. Nè, bây giờ thì với hai món ăn này em muốn thưởng thức món nào trước? Thôi cái này trước đi. Cá thì em thích ăn phần thịt cá hay là mỡ cá? Thôi để em thử canh trước đi. Dạ, xin mời em. Dạ, hoàng hậu, tự nhiên. Trời, khóc hả? Ôi, cay thế. Ủa sao cay? À, có ớt. Có ớt. Ừ. Không phải có ớt mà rất nhiều ớt đấy. Em nghĩ là rất nhiều ớt. Em thích chua cay, người ta nấu canh chua với rá ớt. Vô. Thế sao? Độ mặn, độ ngọt như nào? Thôi, hơi mặn đấy ạ. À, chắc thiếu cơm. Em xin phép. Dạ, em tự nhiên.
em đừng uống hết ly để chừa cho anh. Anh thì người cũng thích ăn cá kho. Dạ. Ừ, ngon quá. Ăn với món cá này cơm nóng cơm nguội vừa hợp hết á. Dạ. Tốt không khác. Nói chung là ngon. Đúng đúng kiểu miền Tây á. Chỉ là hơi thiếu may mắn thôi. Nhưng mà với thằng canh chua thì sao ạ? Khá là cay đó. Khá cay à? Dạ. À, anh không tin. Ớt này để trang trí thôi chứ làm sao mà anh thấy đâu có trái ớt nào trong đó đâu. Thấy chưa? Đúng không? Ờ, nồng nàn lắm mà. Ừ, thế nhưng mà lại muốn có cái vị cay để cảm giác ngon miệng hơn. Ờ, đó thì mình cố gắng. Đúng mà. Nói chung là nấu ngon. Với món ăn này thì bạn muốn gửi gắm tình cảm hay là có cái ý đồ gì đó muốn gửi cho Phạm Lịch? Biết Lịch là người ở miền Bắc. À, nếu như mình nhưng mà chọn cái món này thì nó có thể là thua đó. Nhưng mà không sao, tại vì cũng muốn cho Lịch là trải nghiệm và thử cái ẩm thực mới của vùng đất mới, đặc biệt đó là miền Tây nói riêng và miền Nam nói chung, đó là món canh chua cá kho tộ đó. Đó là muốn thể hiện được cái lòng của người miền Nam gửi cho người miền Bắc. Trời ơi, thay mặt cho dân miền Tây cảm ơn bạn rất là nhiều. Còn đây là món ăn miền nào cũng có luôn, là gà kho xả ớt à, với lại canh mưa mướp, nấm rơm, thịt bằm, bún đào. Trời ơi, tên thiệt ngắn dễ sợ luôn. Nào, xin mời em. Dạ, mời ai? Gà rất mềm nha. Dạ. Chín đều. Qua món ăn này thì bạn muốn có lời chúc nào dành cho Phạm Lịch? Thật sự em rất là ít vô bếp, nhưng mà tại vì yêu mến bạn Phạm Lịch nên ở nhà ba em là người giỏi nấu ăn nhất. Em nhờ ba em chỉ cho em nấu ăn cách nấu như thế nào để em đến đây em nấu cho bạn Lịch ăn. Tuyệt vời. Món gà ăn rất vừa miệng. Yeah. Ôi, xuất sắc cái phần đó đấy. Wow. Em ơi. Thấy mà mát rồi đó, thấy mát rồi đó. Thanh tịnh như món này nè. Trong thời gian anh ăn á, em đưa ra nhận xét, thử định cuối cùng đi. Có nào thắng cuộc? Mặc dù cá không phải là món em hay ăn, nhưng mà em phải công nhận là hôm nay thì về món ăn cá thì em thấy là gia vị và nấu nướng mọi thứ đậm đà hơn, vừa miệng hơn so với món gà. À, như vậy Ba Thanh, bạn chính là người chiến thắng của tuần này cùng với Không Bị Ngôi Sao. Mọi người bởi vì đó chính là Đăng Nguyên. Chúc mừng hai bạn. Đấy thế nào? Chứ anh có đồng ý điều này không? Ok, hợp lý, hợp lý. Mà đây, Phạm Lịch ơi, hãy trao tặng giải nhất ngày hôm nay dành cho Bá Thanh. Chúc mừng bạn Bá Thanh với giá trị giải thưởng là 5 triệu đồng với món cá ba sa rất là ngon miệng của mình. Cảm xúc như thế nào ạ? Cảm xúc hôm nay rất là vui. Vui thứ nhất là được chiến thắng. Vui thứ hai nữa là được nấu cho người mình thần tượng ăn nữa, thì nói chung là vui double. Quá tuyệt vời, với niềm vui được nhân đôi. Còn với bạn Đăng Nguyên sao ạ? Hơi thiếu may mắn chút xíu. Dạ, em thì nói chung đến đây chơi chủ yếu là vui thôi. Thì em với Thanh cũng là bạn. Bạn rất thân ngoài đời nên đứa nào thắng cũng được. À, hay quá. Vậy thôi, giải thưởng lát nữa chị đâu là vui vẻ cả làng. Cảm ơn hai bạn rất nhiều, những chàng trai rất là tài năng, và chúc cho các bạn sẽ luôn theo đuổi được với lĩnh vực nghệ thuật của mình. Đặc biệt Phạm Lịch, ngày hôm nay em rất là tuyệt vời. Không, nhờ món ăn quá nhiều tiêu ấy. Thực sự là lúc em ăn món cá em không có nghe thấy mùi. Nhưng mà nghe món sao món gà là em nghe thấy mùi đồ ăn. Em bảo trời ơi, mừng quá. Và qua đó thì chúng tôi có thể biết được rằng là cuộc sống của những người nghệ sĩ rất là tất bật, và có được những bữa ăn ý nghĩa rất là khó. Ngày hôm nay là cơ hội để chúng ta gặp nhau, là một cái duyên để có thể khám phá được khẩu vị của Phạm Lịch. Cảm ơn em rất nhiều. Và kính thưa quý vị đừng quên khung giờ phát sóng quen thuộc của chúng tôi vào lúc 17:50 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi. Xin được phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại.